Tiếp theo xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Tấn Phát, bệnh viện Chợ Rẫy trình bày đề tài cập nhật chẩn đoán và điều trị suy đa thiểu năng tụy ngoại tiết. Xin mời bác sĩ Hồ Tấn Phát. Xin kính chào quý thầy cô, các anh chị và các bạn. Lời đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy giáo sư tiến sĩ Trần Quang Huy, ban tổ chức hội nghị nội soi tiêu hóa miền Trung và công ty Abbott đã tạo điều kiện cho tôi hôm nay đến đây để mặc dù là online, có thể là chúng ta không có gặp mặt nhau trực tiếp được, nhưng mà tôi cũng rất là hân hạnh được trình bày cái tiêu đề về cái thiểu năng tụy ngoại tiết. Thì xin phép được bắt đầu. Thì chúng ta biết rằng thiểu năng tụy ngoại tiết, đây là tình trạng suy giảm số lượng và hay hoạt tính của các men tuyến tụy đến dưới ngưỡng tối thiểu cần thiết là 10%. Thì đây là cái ngưỡng cần thiết của men tụy để duy trì hoạt động tiêu hóa bình thường của cơ thể để mà hấp thụ các chất đạm, đường, chất béo. Thì trong tỷ lệ chung trong dân số thì chưa rõ. Tuy nhiên, bệnh lý này là một cái bệnh lý có thể là chúng ta lâu nay chúng ta chưa để ý lắm, và sau này vài năm gần đây thì chúng ta các nhà thầy thuốc nội khoa, các chuyên gia về tiêu hóa cũng đã bắt đầu quan tâm đến nó nhiều hơn trước đây, và rõ ràng là cái bệnh lý này nó càng kéo dài thời gian thì nó càng tăng theo tuổi, và đặc biệt là chúng ta sẽ hay gặp các bệnh lý liên quan đến tuyến tụy. Về nguyên nhân sinh bệnh thì có một số nguyên nhân chính, mà ví dụ như liên quan đến tuyến tụy chúng ta thấy thường gặp nhất đó là khối u gây tắc nghẽn cái ống tụy chính, và đặc biệt là khối u vùng đầu tụy. Một số trường hợp như viêm tụy mạng hay là xơ nang tụy, hoặc là những trường hợp viêm tụy cấp mà sau biến chứng như dinh tụy cấp có hình thành cái nang giả tụy thì cũng sẽ gây lên cái hiện tượng thiểu năng tụy ngoại tiết. Một số trường hợp như ung thư tụy, dù có phẫu thuật hay không phẫu thuật, khi chúng ta không phẫu thuật, không phải cắt mô tuyến tụy thì vẫn có thiểu năng tụy ngoại tiết. Và những trường hợp bệnh nhân ung thư tụy phải cắt bỏ khối tá tụy thì bệnh nhân có càng dễ có biểu hiện của thiểu năng tụy ngoại tiết hơn nữa, và một số nguyên nhân khác. Thì trực tiếp cụ thể thì chúng ta thấy rằng, thí dụ như bệnh nhân viêm tụy mạng, các thống kê cho thấy 30% đến 90% các trường hợp bệnh nhân viêm tụy mạng sau một thời gian theo dõi 5 năm, 3 năm, 5 năm thì sẽ có cái hiện tượng thiểu năng tụy ngoại tiết. Và đối với trường hợp viêm tụy cấp thì những trường hợp viêm tụy cấp nhẹ chúng ta sẽ thấy khoảng 15-20% các trường hợp theo thống kê, và viêm tụy cấp nặng, đặc biệt là những trường hợp viêm tụy hoại tử mà tỷ lệ hoại tử cái hơn 30% thì nó sẽ gây ra cái thiểu năng tụy ngoại tiết ngay lập tức từ lúc nhập viện hoặc là sau đó, thì khoảng 30-40% các trường hợp. Một số trường hợp khác chúng ta thấy như viêm tụy cấp tự miễn, chúng ta rất ít để ý, nhưng mà nó vẫn là một cái nguyên nhân có thể gây ra cái thiểu năng tụy ngoại tiết. Và đặc biệt ca tụy ung thư tụy không phẫu thuật và có phẫu thuật thì chắc chắn sẽ gây nên cái thiểu năng tụy ngoại tiết với một tỷ lệ rất cao. Một số bệnh lý khác, ví dụ như hội chứng, một số bệnh lý di truyền cũng có khả năng gây ra cái thiểu năng tụy ngoại tiết. Về các nguyên nhân ngoài tụy thì chúng ta thấy ví dụ như đái tháo đường tuyếp 1, tuyếp 2 đều có khả năng gây ra cái thiểu năng tụy ngoại tiết. Một số bệnh lý chúng ta cũng rất hay dễ bỏ sót, ví dụ như bệnh viêm ruột, chúng ta có thể tập trung vào điều trị những triệu chứng ở ruột. Và những cái mà rối loạn tiêu hóa của bệnh nhân chúng ta thường nghĩ là có thể là do cái tình trạng bệnh lý ở ruột gây nên, nhưng mà chúng ta lại quên mất có khả năng nó cũng là một cái dạng là thiểu năng tụy ngoại tiết, nó góp phần vào các cái rối loạn tiêu hóa ở bệnh nhân. Một số bệnh lý khác như ghép ruột hay là phẫu thuật ống tiêu hóa, đặc biệt là phẫu thuật cắt dạ dày, rất dễ dẫn đến tình trạng thiểu năng tụy ngoại tiết. Và một cái đặc biệt ở những bệnh nhân hút thuốc lá hay là lớn tuổi, thì một số bệnh lý người lớn tuổi, người già thì cũng có những biểu hiện của thiểu năng tụy ngoại tiết, tuy nhiên chúng ta không để ý và chúng ta ít làm những cái tầm soát, và có thể bệnh nhân sẽ rối loạn tiêu hóa, và nếu mà tầm soát kỹ có thể nó cũng có cái tỷ lệ thiểu năng tụy ngoại tiết trong đó, và chúng ta nên lưu ý ở những cái đối tượng bệnh nhân này. Về cơ chế sinh bệnh thì chúng ta thấy có một số cơ chế, ví dụ như giảm sản xuất men tụy do thiếu cái mô tụy chức năng, hoặc là do giảm kích thích những cái hormone thần kinh nội sinh để mà tiết ra các men tụy, giảm vận chuyển, ví dụ như tắc nghẽn ống tụy và giảm hoạt hóa ở pH tá tràng thấp, thì đây là một cái yếu tố. pH tá tràng nó thấp thì nó sẽ làm cho cái hiện tượng phóng thích bài tiết men tuyến tụy nó bị giảm đi, hoặc là một số trường hợp là do thoái biến các tiền men cũng làm giảm cái men tụy tiết ra và đưa đến thiểu năng tụy ngoại tiết. Thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ thiểu năng tụy ngoại tiết ở bệnh nhân viêm tụy cấp thì các nghiên cứu ví dụ như ta theo dõi khoảng 5 năm sau khi khởi phát một cái viêm tụy cấp, thì có những trường hợp ngay tại có những nghiên cứu ta tiến hành ngay tại lúc bệnh nhân nhập viện và sau một thời gian theo dõi, hoặc là những nghiên cứu ta đánh giá sau khi bệnh nhân viêm tụy cấp ở xuất viện, thì rõ ràng là những trường hợp bệnh nhân viêm tụy cấp nặng thì nó sẽ dễ có cái viêm thiểu năng tụy ngoại tiết hơn là những trường hợp bệnh nhân viêm tụy cấp nhẹ.
và đặc biệt ở những bệnh nhân viêm tụy cấp mà có hình thành những cái nang giả tụy thì gần như chắc chắn bệnh nhân sẽ có cái hiện tượng chủ nang tụy nội tiết sau một thời gian theo dõi. Và người ta thấy rằng ở bệnh nhân viêm tụy mạn thì thiểu nang tụy nội tiết như thế nào, chúng ta thấy rõ ràng ở những bệnh nhân viêm tụy mạn thì khi mà theo cái thời gian phát triển, bệnh nhân được từ lúc bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy mạn thì sau một thời gian theo dõi, đặc biệt là có những cái nghiên cứu theo dõi 20 năm, 30 năm thì người ta thấy rằng ở cái thời điểm 5 năm và thời điểm 20 năm thì ở thời điểm 5 năm thì 20% 1/5 những bệnh nhân mà viêm tụy mạn sẽ có hiện tượng thiểu nang tụy nội tiết, và ở thời điểm 20 năm sau thì 70% các trường hợp bệnh nhân viêm tụy mạn sẽ có thiểu nang tụy nội tiết. Và đối với tỷ lệ chung tất cả những bệnh nhân viêm tụy mạn thì người ta thấy rằng ít nhất là từ 1/5 các bệnh nhân cho đến gần như đến hơn 90% các trường hợp bệnh nhân viêm tụy mạn sẽ có hiện tượng thiểu nang tụy nội tiết. Và nếu chúng ta không lưu ý cái chuyện cái điều này thì trong cái điều trị đối với bệnh nhân viêm tụy mạn thì sẽ rất là đạt được cái hiệu quả điều trị, và bệnh nhân sẽ kéo dài những cái cơn đau của họ và những cái rối loạn tiêu hóa mà họ phải gặp phải do cái thiểu nang tụy nội tiết gây ra. À, còn ung thư tụy thì sao? Thì người ta thấy rằng có báo cáo mới nhất từ cái guideline năm 2021 của Hàn Quốc thì người ta đã khẳng định lại là ung thư tụy có hoặc không có chỉ định phẫu thuật thì bệnh nhân vẫn có thể có cái thiểu nang tụy nội tiết, chứ không phải là bệnh nhân có, nếu bệnh nhân mổ thì vẫn có thể đã được phẫu thuật thì vẫn có thể có cái thiểu nang tụy nội tiết, mà không được phẫu thuật thì càng dễ thiểu nang tụy nội tiết hơn nữa. Và khi mà bệnh nhân đã được chẩn đoán là ung thư tụy thì có nghĩa là chúng ta biết được là khi bệnh nhân chẩn đoán ung thư tụy có nghĩa là bệnh nhân đã có cái tình trạng thiểu nang tụy nội tiết tiềm tàng rồi mà chúng ta không để ý. Còn đối với những trường hợp mà quá chế định phẫu thuật ung thư tụy thì 66-94% trường hợp chắc chắn là có thiểu nang tụy nội tiết. Và chưa kể bên cạnh đó người ta còn thấy rằng đối với những trường hợp mà không có chế định phẫu thuật ung thư tụy đã quá chế định phẫu thuật thì cái chức năng mà ngoại tiết của tụy của những bệnh nhân này nó cứ giảm dần khoảng 10% mỗi tháng, và do đó nó gây ra những cái triệu chứng làm cho cái giảm tỷ lệ sống còn, giảm cái tăng những cái yếu tố cái biến cố về tim mạch, rối loạn dinh dưỡng cho bệnh nhân. Thì sau đó thì người ta thấy rằng nguyên nhân chính mà ở thiểu nang tụy nội tiết ở bên ung thư tụy nó sẽ là nguyên nhân chính làm cho bệnh nhân sụt cân, giảm tỷ lệ sống còn giống như từ đó. Và hậu quả có thiểu nang tụy nội tiết trong tất cả các trường hợp, tại vì nó thiếu những cái men tụy để mà hấp thu phân hủy các chất đạm đường béo, do đó nó sẽ đưa đến kéo hấp thu các chất đường làm trướng bụng, đầy hơi, đau bụng. Đây là những triệu chứng rất là phổ biến của bệnh nhân thiểu nang tụy nội tiết. Và ngoài ra kém hấp thu chất béo và chất đạm, đặc biệt là bệnh nhân sẽ dễ bị tiêu chảy. Và cái này thì thật sự trước đây thì chúng tôi cũng đặc biệt là trong những trường hợp bệnh nhân viêm tụy cấp chúng tôi rất ít để ý, nhưng mà sau một thời gian gần đây thì chúng tôi thấy rằng thì trong viêm tụy cấp không phải là viêm tụy mạn không, mà trong viêm tụy cấp bệnh nhân cũng dễ bị cái tiêu chảy mà đôi khi chúng ta không có để ý, nhưng mà chúng ta điều trị bằng cái thay thế mạn tụy sẽ cũng rất tốt. Và nếu không, và do những lý do đó thì nếu như mà chúng ta cái thiểu nang tụy nội tiết chúng ta không điều trị thì nó như thế nào? Chắc chắn nó sẽ gây ra rối loạn dinh dưỡng và các biến chứng liên quan đến rối loạn dinh dưỡng, làm bệnh nhân sụt cân rồi giảm, bệnh nhân bị sụt cân, bệnh nhân giảm miễn dịch và dễ bị nhiễm trùng, ví dụ vậy, và tăng tỷ lệ tử vong, tỷ lệ các bệnh tật và các biến cố tim mạch ở bệnh nhân, và tất nhiên là cái chất lượng sống của bệnh nhân sẽ giảm đi. Ví dụ như nguy cơ gãy xương ở bệnh nhân viêm tụy mạn, chúng ta thấy rằng đối với những bệnh nhân viêm tụy mạn này có thể từ 21% đến 94% bệnh nhân cả cuộc đời của họ sẽ có nội tiết. Và như vậy thì cái nguy cơ gãy xương do những cái giảm hấp thu những cái yếu tố vi lượng, giảm hấp thu vitamin A, những cái vitamin tăng trong mỡ A, D, E, K, rồi giảm cái nồng độ lipoprotein, các chất vi dinh dưỡng khác trong cơ thể. Thì một nghiên cứu hồi cứu tiến hành trong 10 năm từ năm 98 đến 2008 ở trên một số lượng bệnh nhân viêm tụy mạn rất nhiều, trên 3.000 bệnh nhân và gần cả triệu bệnh nhân những bệnh lý bệnh nhân tiêu hóa có triệu chứng liên quan đến tiêu hóa, những cái bệnh lý này nó có khả năng làm cho bệnh nhân loãng xương, để dẫn đến nguy cơ loãng xương của bệnh nhân. Người ta thấy rằng thì các cái viêm tụy mạn nó sẽ có cái yếu tố nguy cơ gãy xương so với bệnh lý như so với nhóm chứng, cũng giống như là cái tỷ lệ mà nguy cơ gãy xương của nhân viêm tụy mạn so với nhóm bệnh như bệnh Crohn đối với nhóm chứng thì nó cao hơn. Và chúng ta thấy là ở đây người ta có thể nói thêm những cái xương, ví dụ như là cột sống hay là xương hông hay là cái xương tay cổ tay. Và nguy cơ biến cố tim mạch ở bệnh nhân viêm tụy mạn thì như thế nào? Thì ở đây chúng ta thấy rằng đối với những bệnh nhân viêm tụy mạn thì nếu bệnh nhân có cái thiểu nang tụy nội tiết kèm theo đái tháo đường thì tất nhiên cái biến cố, cái nguy cơ tim mạch nó sẽ cao hơn những bệnh nhân không có đái tháo đường, chỉ có đơn thuần là thiểu nang tụy nội tiết. Và tất nhiên thiểu nang tụy nội tiết yếu tố nguy cơ nó sẽ cao hơn những bệnh nhân mà không có cái thiểu nang tụy nội tiết ở đây.
Nguy cơ tử vong của bệnh nhân viêm tị mạn mà có thiểu năng tị mạn tiết thì ra sao? Chúng ta thấy rằng có một thời gian theo dõi 20-30 năm thì những bệnh nhân mà có cái thiểu năng tị mạn tiết thì cái nguy cơ tử vong nó cao hơn gấp 2 lần so với những bệnh nhân mà không có cái thiểu năng tị mạn tiết. Về chẩn đoán thiểu năng tị mạn tiết thì chúng ta thấy rằng thật sự mà nói thì không có một cái test chuyên biệt nào để mà chẩn đoán cái thiểu năng tị mạn tiết cho tới hiện nay. Tuy nhiên thì theo cái hướng dẫn mà năm 2020 Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam cũng đã có ra cái hướng dẫn ban đầu về cái chẩn đoán thiểu năng tị ngoại tiết, thì ở đây chúng ta thấy có những triệu chứng chính mà rất là dễ dàng để chúng ta thấy bệnh nhân có triệu chứng, nhưng mà có nghĩ đến viêm tụy, có nghĩ đến thiểu năng tụy ngoại tiết hay không thì chúng ta phải tùy vào mỗi cái hoàn cảnh bệnh của bệnh nhân. Ví dụ như tiêu chảy, bệnh nhân có tiêu chảy, tiêu phân mỡ, đau bụng, chứng hơi đầy bụng, sụt cân, đây là những triệu chứng rất dễ gặp trong những cái bệnh lý rối loạn tiêu hóa khác. Và nếu như bệnh nhân có kèm theo có phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến tụy hoặc là viêm tụy mạn, ung thư đầu tụy, viêm tụy cấp hoại tử vùng đầu tụy và sau có phẫu thuật huyết bôn theo như hướng dẫn của Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam thì chắc chắn bệnh nhân sẽ có cái thiểu năng tụy ngoại tiết và chúng ta không cần làm thêm xét nghiệm gì nữa cả. Còn những cái trường hợp khác ví dụ như viêm tụy mạn nhẹ trung bình sau trường hợp viêm tụy cấp, bệnh nhân sơ nang tụy, thiếu hụt vitamin D K, hội chứng kém hấp thu hay là một số cái trường hợp khác mà thí dụ như hội chứng ruột kích thích rồi bệnh IBD thì chúng ta thấy đó cũng là những bệnh lý mà bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa cũng có tiêu chảy, chướng bụng, đầy hơi, thậm chí có thể tiêu chảy nó nhầy nhầy, nó dễ khó thở không đó, nhưng mà không chắc là có thiểu năng tụy ngoại tiết và chúng ta cần cân nhắc thực hiện thêm một số chẩn đoán khác. Đây là một cái cũng xin phép có đây một slide mà chúng ta thấy rằng các triệu chứng mà ở bệnh nhân thiểu năng tụy ngoại tiết gặp thì những bệnh nhân khác cũng rất dễ gặp, bệnh celiac nè, hội chứng SIBO, IBS, IBD, những triệu chứng là tiêu chảy mỡ, là tiêu chảy táo bón, bất thường mùi phân, đầy hơi, chướng bụng là có thể gặp ở những bệnh lý khác và do đó có thể làm cho chúng ta nếu như mà bệnh nhân đặc biệt không có những cái bệnh lý liên quan đến tụy chúng ta rất dễ bỏ sót là liệu có kèm theo một cái thiểu năng tụy ngoại tiết hay không, kèm vô những triệu chứng của rối loạn tiêu hóa của các bệnh lý tiêu hóa khác. Về điều trị thiểu năng tụy ngoại tiết thì năm 2020 Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam cũng có đưa ra một cái hướng dẫn điều trị ban đầu, hướng dẫn điều trị về cái thiểu năng tụy ngoại tiết thì chúng ta thấy rằng là cái thiểu năng tụy ngoại tiết này do bất kỳ nguyên nhân nào, bất kỳ là nguyên nhân là thí dụ như viêm tụy mạn, ung thư tụy, phẫu thuật tiêu hóa và phẫu thuật tụy thì đều sử dụng cái men tụy theo cái phác đồ, thí dụ như những 3 bữa ăn chính chúng ta cho ít nhất là 50.000 đơn vị và bữa ăn nhẹ buổi tối có thể cho 25.000 đơn vị. Thì đây cũng là một vấn đề mà trước đây trong vấn đề điều trị thiểu năng tụy ngoại tiết nhiều khi chúng ta thất bại là tại vì chúng ta không có sử dụng đúng và đủ cái liều của men tụy. Và đây cũng là yếu tố hay là các chuyên gia cho rằng là rất nhiều khi chúng ta điều trị dưới cái liều cần thiết do đó chúng ta không đạt được cái hiệu quả. Và chúng ta nhớ hiện nay thì các cái khuyến cáo mới thì liều tối thiểu là 50.000 đơn vị cho một bữa ăn chính và 25.000 cho một bữa ăn nhẹ. Tuy nhiên có một vấn đề đối với chúng ta là cái chi phí điều trị của bệnh nhân chúng ta cần phải cân nhắc. Và nếu như mà giả sử chúng ta sử dụng 50.000 mà nó tăng cái liều chi phí cho bệnh nhân quá thì chúng ta có thể xem xét cái liều thấp hơn. Nếu như đạt được hiệu quả thì chúng ta có thể duy trì cái liều đó. Mà nếu không thì chúng ta có thể bắt đầu từ cái liều 50.000 đơn vị. Và có một cái yếu tố là nếu như mà trong các cái hướng dẫn, guideline hướng dẫn thì nếu mà bệnh nhân điều trị bằng cái liệu pháp thay thế miễn tụy này mà không có đáp ứng tốt thì có một cái yếu tố đó là chúng ta có thể phải bổ sung cái thuốc ức chế bột nội tâm. Tại vì đối với cái pH của tá tràng thì nếu như mà pH tá tràng nó thấp đặc biệt là dưới 5 thì cái ức chế bột nội tâm này nó sẽ giúp cho đưa pH tá tràng lên và sẽ giúp cho cái bài tiết men tụy, cái phóng thích men tụy nó sẽ tốt hơn và bệnh nhân sẽ đạt được cái hiệu quả tốt hơn trong điều trị. Ngoài ra thì có một cái nữa, nếu chúng ta điều trị không có hiệu quả chúng ta có thể tăng liều enzyme và tối đa thì người ta thấy rằng có thể tăng lên 100.000 đơn vị cho mỗi bữa ăn. Và đây là cái liều cũng khá cao và nếu như mà tăng lên cái liều 100.000 này rồi mà vẫn không đạt được hiệu quả điều trị thì chúng ta nên lưu ý coi xem thử coi có một cái bệnh lý nào khác gây ra cái tiêu hóa kém và kém hấp thu và điều trị thất bại hay không. Chứ người ta khuyến cáo cũng không nên tăng thêm cái liều enzyme thêm nữa mà chúng ta nên đi tìm những bệnh lý khác có liên quan có thể gây ra cái triệu chứng giống như là cái thiểu năng tụy ngoại tiết hoặc là kết hợp cả hai bệnh lý. Ở đây thì xin cụ thể hóa thêm một chút xíu nữa, các ý vừa rồi nói chỉ có một cái quan trọng tôi cũng xin nói thêm đó là gì, trong cái điều trị thiểu năng tụy ngoại tiết hiện nay thì người ta nhấn mạnh đến vấn đề là thay đổi lối sống. Bệnh nhân chúng ta sẽ sử dụng cái men thay thế men tụy cho bệnh nhân
và đồng thời với khuyến cáo bệnh nhân là thay đổi lối sống, đặc biệt là ngưng hút thuốc và cai rượu. Ở đây là những cái yếu tố làm cho cái tăng cái nguy cơ viêm tim mạng lên, và nó làm cho cái thiểu năng tụy ngoại tiết nó sẽ tăng lên, và nó sẽ làm thất bại điều trị và làm hạn chế là cái hiệu quả điều trị chúng ta nó giảm đi. Và chế độ ăn thì hiện nay người ta khuyến cáo rằng nên chia nhỏ các bữa ăn, không nên ăn một bữa quá no. Tuy nhiên lượng mỡ đưa vào thì chúng ta có thể đưa bệnh nhân có thể ăn lượng mỡ rất bình thường, không cần phải quá kiêng khem, vì nó sẽ dễ dẫn đến thiếu những cái vitamin tăng trong mỡ như A, D, K, và chúng ta nên ăn cái lượng mỡ bình thường. Tuy nhiên hạn chế tối đa những cái chất xơ nhiều quá, đạm xơ nhiều quá thì nó làm giảm cái tác dụng của men tụy. Theo dõi thì trong quá trình điều trị chúng ta cần phải theo dõi tình trạng, theo dõi bằng dinh dưỡng, theo dõi cân nặng, và đặc biệt là luôn luôn phải nhớ nhắc nhở và theo dõi bệnh nhân, không để bệnh nhân sử dụng được thuốc lá các bạn. Đây là khuyến cáo liều men tụy thay thế của Hội khoa học tiêu hóa Việt Nam. Thì giống như tôi vừa trình bày đó, đối với người lớn thì chúng ta được đề nghị cái liều ban đầu là 25 đến 5.000 đơn vị trong mỗi ban chính hay phụ, có thể tăng liều tối đa và không quá 100.000 đơn vị. Và enzyme tụy chuẩn với lại cái dạng viên nang có vi hạt, có bao tăng trong bê tăng trong ruột sẽ được thiết kế chuyên biệt để điều trị cho cái thiểu năng tụy ngoại tiết, đã được FDA và Hội tiêu hóa châu Âu khuyến cáo. Và như vậy thì nếu chúng ta sử dụng cái men tụy thay thế này thì thời điểm nào là thích hợp? Thông thường chúng ta hay cho bệnh nhân có một số loại men thì hay cho bệnh nhân ăn xong rồi mới dùng cái men tụy này, thì người ta thấy rằng người ta sử dụng cái nghiên cứu ở trong đó người ta chia làm trên 24 bệnh nhân viêm tụy mạng, người ta thấy rằng chia trong mỗi gan sử dụng 40.000 đơn vị đi ba, có thể là chia làm đầu tiên cái cột đầu tiên thì quý thầy cô các anh chị thấy là 4 không có nghĩa là đầu bữa ăn người ta cho 4 viên bệnh nhân uống luôn 4 viên là 40.000 đơn vị, sau đó thì giữa ăn và cuối ăn thì không uống. Và cái nhóm thứ hai thì người ta cho sử dụng đầu bữa ăn thì không cho uống, giữa bữa ăn không cho, mà khi ăn xong là cho uống khi ăn xong là cho uống 4 viên. Rồi cái nhóm thứ ba thì người ta cho đầu bữa ăn bắt đầu ăn thì người ta cho 1 viên là 10.000 đơn vị đi ba, giữa bữa ăn là cho 2 viên là 20.000 đơn vị, và cuối cùng là cho 1 viên khi ăn xong là 10.000 đơn vị. Thì người ta thấy rằng đối với những trường hợp mà sử dụng cái men tụy ở cái trường hợp thứ ba, 1 viên, 2 viên và 1 viên suốt dọc theo chiều dài bữa ăn, thì nó sẽ tăng cái hiệu quả của cái liệu pháp thay thế men tụy hơn so với hai cách sử dụng trước. Và trong cái khuyến cáo mới nhất năm 2021, người ta cũng đồng tình vấn đề này, là sử dụng cái men tụy nên cho vào cái buổi đầu, khi bệnh nhân bắt đầu ăn thì cho vào đầu bữa ăn thì nó sẽ tác dụng tốt hơn là chúng ta cho bệnh nhân uống trước khi ăn hoặc là sau khi ăn rồi mới sử dụng cái men tụy. Cái dạng men tụy đã được FDA công nhận từ năm 2010, có rất nhiều dạng men tụy khác nhau trên thế giới, ở châu Âu, châu Mỹ và ở các nước. Thì chúng ta thấy ở đây nó có rất nhiều cái liều khác nhau, và có một số liều thấp, ví dụ như 10.000 đơn vị có thể dùng cho trẻ em. Và một số cái trường hợp thì chúng ta thấy cái liều nó rất là thay đổi tùy theo quốc gia, tùy theo vùng miền. Tuy nhiên cái liều khởi đầu thì người ta có khuyến cáo là 50.000 đơn vị, từ 25 đến 50.000 đơn vị. Ở đây thì cái liều maximum của nó có thể cho, liều tối đa có thể cho 100.000, 150.000, mà có thể chúng ta nên sử dụng khoảng 100.000 trở lại, và chúng ta theo dõi cái đáp ứng của bệnh nhân trước khi chúng ta tăng liều. Ở đây thì tôi xin nói thêm một cái đồng thuận của năm 2021 vừa rồi của từ nước Anh, thì chúng ta thấy rằng người ta khẳng định là một điều là những trường hợp viêm tụy cấp, đặc biệt là trong những trường hợp mà có cái viêm tụy hoại tử và hoặc là viêm tụy tái phát và có hình thành nang giả tụy, biến chứng nang giả tụy sau đó, thì nó sẽ có trường hợp là thiểu năng tụy ngoại tiết, và chúng ta nên lưu ý trong quá trình điều trị bệnh nhân. Và khi mà đặc biệt là đối với viêm tụy cấp, viêm tụy mạng thì chúng ta không nói rồi, chúng ta sẽ cho bệnh nhân uống lâu dài. Nhưng đối với viêm tụy cấp thì khi bệnh nhân bắt đầu có thể ăn uống lại được, chúng ta có thể là khởi động cái liệu pháp thay thế miễn tụy ở trong thời điểm này cho bệnh nhân, sẽ giúp cho bệnh nhân mau điều chỉnh được cái rối loạn tiêu hóa, và khi bệnh nhân sẽ xuất viện, mau xuất viện hơn đối với các cái trường hợp của bệnh nhân, đối với các trường hợp mà không có sử dụng liệu pháp thay thế miễn tụy. Và người ta thấy rằng đối với cái liệu pháp này thì nó cải thiện được cái tần suất đi tiêu và cân nặng ở bệnh nhân viêm tụy mãn. Ví dụ như là cái tần suất đi cầu hay là tăng được cái cân nặng của bệnh nhân sau trong một cái nghiên cứu theo dõi 51 tuần trên 48 trên 61 bệnh nhân, mà có 48 bệnh nhân đi đến cái cuối cùng nghiên cứu 51 tuần. Người ta thấy rằng cái liệu pháp này nó sẽ giúp làm giảm cái tần suất đi cầu của bệnh nhân. Ví dụ như trong cái biểu đồ đầu tiên đi cầu từ 2,8 cho đến còn 1,6 lần. Còn cái trọng lượng cơ thể thì cũng làm tăng trọng lượng cơ thể, và các con số này trong nghiên cứu này là có ý nghĩa thống kê.
Cái liệu pháp thay thế môn tụy này cũng làm cải thiện chỉ số dinh dưỡng của bệnh nhân viêm tiểu mạn, ví dụ như làm cải thiện cái bộ cholesterol LDL cholesterol, HDL cholesterol, cái protein mà nó gắn kết với retinol hay là transferrin và vitamin A. Ở đây thì cái trong nghiên cứu này thì cái vitamin nó không có giá trị để tham khảo. Ở đây chúng ta thấy bằng cái liệu pháp thay thế men tụy nó cũng giúp cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân tụy mạng về tinh thần, về thể chất, về cái hoạt động của bệnh nhân, nó sẽ giúp cho bệnh nhân khi sử dụng cái liệu pháp thay thế men tụy này ở bệnh nhân viêm tụy mạng thì chất lượng sống họ cũng cải thiện rất là rõ ràng, và ở ngay cả tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân ung thư tụy không phẫu thuật, bởi vì có những bệnh nhân đã quá chế độ phẫu thuật thì người ta thấy rằng nếu điều trị ngay cả bệnh nhân là không phẫu thuật và sử dụng hóa chất, sử dụng cái hóa trị, sử dụng điều trị đơn thuần mà không dùng phẫu thuật, thì nếu như có kết hợp thêm cái liệu pháp thay thế men tụy thì cái tỷ lệ sống của bệnh nhân, cái khả năng sống của bệnh nhân kéo dài và có thể tăng lên gấp hơn 2 lần so với những bệnh nhân không có sử dụng liệu pháp thay thế men tụy. Ngay cả bệnh nhân ung thư tụy cũng cải thiện được cái tỷ lệ tử vong. Trong cái nghiên cứu bàn thể trên 987 bệnh nhân mà có sử dụng cái liệu pháp thay thế men tụy trên một số lượng bệnh nhân hơn 4.000, thì người ta thấy là ở những bệnh nhân mà có sử dụng cái liệu pháp thay thế miễn tụy này thì cái cải thiện là tỷ lệ tử vong có thể là tốt hơn là 2 phẩy tỷ lệ thì cái khả năng sống của bệnh nhân cao hơn 2,6 lần so với những bệnh nhân không sử dụng cái liệu pháp thay thế miễn tụy. Xin phép có vài câu kết luận. Thứ nhất, đây kiểu nó tụy ngoại tiết thường là do nguyên nhiên là tại tuyến tụy chúng ta rất hay gặp và có thể ngoài tụy, đây là cái chúng ta nên lưu ý. Tại vì nếu chúng ta không có lưu ý thì có thể một số trường hợp nếu chúng ta điều trị chưa có hiệu quả thì có thể xem xét những bệnh lý khác có liên quan làm rối loạn tiêu hóa, và nhầm tưởng chỉ là đơn thuần do thiểu năng tụy nội tiết mà điều trị chưa chưa có đạt tối ưu. Thứ hai là các triệu chứng thường phát hiện trễ, đặc biệt có những bệnh nhân bị ung thư tuyến tụy, ngay cả viêm tiền mạn nếu chúng ta không theo dõi sát thì cũng phát hiện trễ bệnh nhân. Và nếu ung thư tụy thì ngay trường hợp chúng ta chẩn đoán là ung thư tụy, bệnh nhân đã có cái hiện tượng là thiểu năng tụy nội tiết, đã có tình trạng thiểu năng tụy nội tiết. Và một cái nữa đó là chúng ta nên lưu ý cái liều men tụy thay thế có thể là chưa đủ liều và nó không đạt được hiệu quả trước khi chúng ta tìm còn có bệnh lý nào khác gây ảnh hưởng hay không. Ở đây thì trên có một cái là chúng ta đôi khi cái chi phí quá cao và chúng ta không dám cho đủ liều và sẽ dẫn đến chúng ta sẽ điều trị cái liều men tụy nó chưa đủ. Và điều trị chính hiện nay là liệu pháp thay thế men tụy kèm bắt buộc chúng ta phải điều chỉnh lối sống cho bệnh nhân. Cái liệu pháp thay thế men tụy này sẽ cải thiện được các triệu chứng tiêu hóa, chỉ số dinh dưỡng, chất lượng cuộc sống, tỷ lệ sống còn của bệnh nhân. Và có một điều nữa là thí dụ như ở bệnh nhân viêm tiền mạn ung thư tụy, chúng ta có thể sử dụng cho bệnh nhân một cách lâu dài cái liệu pháp thay thế men tụy này. Và tuy nhiên bao giờ cũng vậy, mỗi bệnh nhân đều có những cái đặc điểm khác nhau về tình trạng bệnh lý, về các biến cố và các bệnh lý đi kèm, bệnh lý nền. Do đó thì trong cái điều trị này chúng ta ngoài cái liệu pháp thay thế men tụy, chúng ta nên lưu ý xem thử bệnh nhân còn những yếu tố nguy cơ nào khác về tim mạch và dinh dưỡng về để mà điều trị cho bệnh nhân một cách tổng hợp. Và đó thì cá thể hóa điều trị theo từng bệnh nhân luôn luôn là cái phương pháp điều trị tốt nhất hiện nay, tại vì chúng ta không có một cái công thức chung nào cho tất cả các bệnh nhân. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, quý anh chị và các bạn đồng nghiệp. À, vâng, xin cảm ơn phần trình bày rất là hay và chi tiết của bác sĩ Phát về chẩn đoán và điều trị thiểu năng tụy ngoại tiết. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Phạm Chí trình bày đề tài bệnh lý đại trực tràng cho tăng áp cửa. Xin mời.